Chào bạn, Lê Yến đây. Video này sẽ bắt đầu cho chuỗi podcast sách tinh gọn được phát hành mỗi tuần một lần trên kênh Người Thành Công. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé. Còn bây giờ, tụi mình bắt đầu thôi. Sách tinh gọn Hướng Nội, đơn vị thực hiện NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Hơn 1/3 dân số thế giới là người hướng nội, nhưng dường như chúng ta đang dành quá ít sự quan tâm cho những người có xu hướng tính cách này. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Lịch sử đã chứng minh những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại đa phần do người hướng nội tạo ra. Susan Cain đồng cảm sâu sắc với những con người bị lãng quên, và tác phẩm Hướng Nội xuất bản năm 2012 giống như một món quà mà bà dành tặng họ. Bằng cách kết hợp phân tích khoa học với những ví dụ người thật việc thật, cuốn sách sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với những người hướng nội và đối với chính bản thân mình. Liệu bạn đã sống đúng với con người thật của mình chưa? Hay bạn chỉ đang cố gắng tỏ ra hướng ngoại để chạy theo điều mà nhiều người cho là nên? Quyển sách này dành cho ai? Bất kỳ ai muốn tìm hiểu về người hướng nội. Những người lãnh đạo muốn xây dựng đội nhóm có cả người hướng nội và người hướng ngoại. Những cá nhân có cảm giác mình đang bị cô lập trong một thế giới ồn ào. Về tác giả, Susan Cain là một nhà văn và giảng viên người Mỹ. Bà tốt nghiệp Đại học Princeton và trường luật Harvard, từng làm việc trong tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Woodhull. Cain đã chia sẻ quá trình hoàn thành cuốn Hướng Nội cũng như thông điệp mà mình muốn gửi gắm thông qua chương trình TED Talk. Và chính bài nói này đã giúp bà lọt top 20 diễn giả có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm. Không có ai hướng nội hoặc hướng ngoại 100%. Có lẽ bạn không còn xa lạ gì với hai thuật ngữ hướng nội introvert và hướng ngoại extrovert. Chúng được phổ biến nhờ công trình nghiên cứu của nhà tâm lý học Carl Jung, sau đó trở thành trung tâm của các lý thuyết tâm lý khác như Big Five hay MBTI. Về cơ bản, người hướng ngoại thích giao tiếp, hòa đồng, cởi mở và thân thiện. Họ sẽ giao lưu với người khác bất cứ khi nào có cơ hội. Họ ra ngoài thường xuyên và thích nhận được sự chú ý của mọi người. Tương tác xã hội mang lại cho họ nguồn năng lượng và cảm hứng tuyệt vời. Nếu phải ở một mình, họ sẽ cảm thấy nhàm chán đến khó chịu. Người hướng ngoại rất cần sự công nhận từ những người xung quanh. Vì vậy, số lượt like hay lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với họ. Bên cạnh đó, họ luôn nỗ lực để đạt được những thành công nhanh chóng. Ví dụ, nếu thua chứng khoán, người hướng ngoại sẽ đầu tư nhiều tiền hơn vào lần sau với hy vọng chuyển bại thành thắng trong chớp mắt. Ngược lại, người hướng nội trầm tính, dè dặt, đôi khi bị nhầm là nhút nhát hoặc khó gần. Họ không thích giao lưu với quá nhiều người, cũng không thích nhận được sự chú ý. Tương tác xã hội khiến họ bị tiêu tốn năng lượng nghiêm trọng. Họ sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nếu được ở một mình. Người hướng nội không cần sự công nhận của người khác. Vì vậy, việc được ai đó tâng bốc hay khen ngợi sẽ khiến họ cảm thấy áp lực vô cùng. Thay vào đó, họ thích tự nghiền ngẫm những sai lầm mà mình đã mắc phải. Ví dụ, nếu thua chứng khoán, người hướng nội sẽ dừng lại, dành thời gian phân tích thị trường kỹ càng trước khi quyết định đầu tư thêm. Trong cuốn sách này, tác giả Susan Cain tập trung nói về kiểu người hướng nội, nhưng trước khi tìm hiểu chi tiết, có một vài điều chúng ta cần lưu ý. Hai khái niệm introvert và extrovert không có sự phân biệt tuyệt đối. Chúng cùng nằm trên một quang phổ liên tục, nghĩa là không có ai hướng nội hoặc hướng ngoại 100%. Chỉ có trường hợp xu hướng này trội hơn xu hướng kia, hoặc hai xu hướng tương đương nhau mà thôi. Nếu tương đương thì họ sẽ được định danh bằng thuật ngữ ambivert. Đừng nhầm lẫn người hướng nội với người nhút nhát khó gần hay người có biểu hiện rối loạn nhân cách chống đối xã hội ASPD. Việc họ thích ở một mình là một cách phục hồi năng lượng hết sức bình thường, giống như việc tất cả chúng ta đều phải ăn, ngủ mỗi ngày để nạp calo cho cơ thể mà thôi. Người hướng nội cực kỳ nhạy cảm. Ngoài những thứ mà chúng ta đã liệt kê ở chương đầu tiên, phần lớn người hướng nội còn có chung một đặc điểm tính cách khác, cực kỳ nhạy cảm.
Điều này đồng nghĩa với việc họ phản ứng rất mạnh với những kích thích đến từ môi trường xung quanh. Khi tiếp nhận một thông tin nào đó, dù đơn giản hay phức tạp, người hướng nội vẫn sẽ xử lý nó theo cách kỹ lưỡng khác thường. Ví dụ, nếu được yêu cầu giải câu đố bằng hình ảnh, trò đuổi hình bắt chữ, họ sẽ dành rất nhiều thời gian để quan sát các bức tranh, bất chấp việc bản thân đã nghĩ ra câu trả lời ngay từ đầu. Cũng vì thói quen xử lý thông tin kỹ lưỡng, nên người hướng nội luôn ưu tiên những vấn đề, những câu chuyện có giá trị, đôi khi mang tính hàn lâm học thuật. Vì càng hàn lâm thì họ càng có cơ hội phân tích. Ví dụ, thay vì nói chuyện phím với một nhóm bạn về chủ đề yêu đương công sở, họ thích thảo luận chủ đề biến đổi khí hậu toàn cầu với một chuyên gia môi trường. Càng phân tích kỹ lưỡng, người hướng nội càng nhìn thấy nhiều mặt của vấn đề. Do đó, mức độ đồng cảm của họ càng cao hơn mức bình thường. Họ có thể bật khóc, thậm chí bị ám ảnh sau khi xem một bộ phim nói về nạn diệt chủng hay thảm họa thiên nhiên. Và vì dễ đồng cảm với người khác, nên người hướng nội có xu hướng nghiêm khắc với chính bản thân mình. Họ nhận thức được hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào và luôn ghi nhớ những sai lầm của bản thân. Dù rất nhạy cảm, phản ứng mạnh với những kích thích đến từ môi trường xung quanh, nhưng người hướng nội là không sợ bị đánh giá tiêu cực. Đây là điểm đặc biệt của họ. Hãy nhìn Bill Gates, ông ấy trầm tính, không thích giao thiệp quá nhiều, chỉ muốn ở nhà đọc sách, nhưng ông không hề cảm thấy lo lắng hay bối rối khi nghe người khác đánh giá mình. Trong khi đó, dù nổi tiếng hài hước, hòa đồng, nhưng nữ nghệ sĩ lừng danh Barbara Streisand lại mắc chứng sợ hãi đám đông. Bill Gates chính là một người hướng nội điển hình, còn Barbara Streisand là một người hướng ngoại nhút nhát. Nói đến đây, chúng ta hãy cùng lật lại một vấn đề đã được đề cập ở chương đầu. Đừng nhầm lẫn người hướng nội với người nhút nhát. Người nhút nhát sợ bị phán xét tiêu cực, còn người hướng nội thích môi trường yên tĩnh, ít tác nhân kích thích. Một số nhà tâm lý đã thể hiện hai xu hướng này trên trục tung và trục hoành. Phổ hướng nội, hướng ngoại trên trục hoành. Phổ lo lắng, bình tĩnh trên trục tung. Với mô hình này, chúng ta sẽ có bốn góc phân tư ứng với các loại tính cách: hướng ngoại bình tĩnh, hướng ngoại lo lắng, hướng nội bình tĩnh và hướng nội lo lắng. Mấu chốt nằm ở bộ não. Chúng ta đã nói nhiều về những đặc điểm nổi bật của người hướng nội. Bây giờ, hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: rốt cuộc tại sao con người lại có xu hướng hướng nội hay hướng ngoại? Mấu chốt nằm ở bộ não. Trong một nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã quan sát cách trẻ sơ sinh phản ứng với một số kích thích nhất định từ môi trường ngoài. Cụ thể, họ cầm tăm bông tẩm cồn đặt dưới mũi của những em bé, đồng thời phát âm thanh bong bóng nổ bên tai chúng. Những đứa trẻ phản ứng theo hai hướng rõ rệt. 20% trẻ thuộc nhóm phản ứng cực mạnh, khóc to, thậm chí quơ tay múa chân dữ dội, mạch và huyết áp của chúng cũng tăng mạnh trong quá trình này. 40% trẻ thuộc nhóm ít phản ứng, thậm chí không phản ứng, chúng vẫn ngủ ngon hoặc nằm im trong vòng tay cha mẹ. Cách con người phản ứng với các kích thích từ môi trường ngoài vốn được điều khiển bởi hạch hạnh nhân. Amygdala, tổng đài cảm xúc của não, nó bao gồm hai nhóm nhân hình quả hạnh nhân nằm đối xứng sâu bên trong thùy thái dương của não, đóng vai trò thiết yếu trong việc xử lý ký ức, ra quyết định và phản ứng cảm xúc. Khi nhận được kích thích từ môi trường, các cơ quan cảm giác gồm thính giác, vị giác, thị giác, khứu giác và xúc giác sẽ gửi tín hiệu về hạch hạnh nhân. Sau đó, hạch hạnh nhân tiến hành xử lý và đưa ra cách phản ứng phù hợp với mỗi kích thích. Từ khi mới sinh ra, một số người đã có hạch hạnh nhân cực kỳ nhạy cảm. Nó thường hướng dẫn cơ thể phản ứng mạnh mẽ với các kích thích bên ngoài. Và khi lớn lên, họ có xu hướng hướng nội. Ngược lại, những người có hạch hạnh nhân ít nhạy cảm sẽ có xu hướng hướng ngoại khi trưởng thành. Những đứa trẻ hướng nội giống như những bông hoa lan, chỉ phát triển mạnh trong môi trường thích hợp. Những đứa trẻ hướng ngoại giống như hoa bồ công anh, chúng có khả năng phát triển mạnh mẽ ở bất cứ đâu và hiếm khi bị chệch hướng trong quá trình trưởng thành. Trong khi đó, những đứa trẻ hướng nội lại giống như hoa lan, chúng chỉ phát triển mạnh trong môi trường thích hợp mà thôi. Vậy với những đứa trẻ hướng nội, chúng ta nên làm gì? Hãy tôn trọng, đồng cảm và tương tác với chúng thường xuyên. Có một điều cực kỳ quan trọng, ngay từ khi trẻ vừa chào đời, cha mẹ phải để ý con thật kỹ, xem chúng có xu hướng, hướng nội hay hướng ngoại. Giống như thí nghiệm tăm bông và bong bóng nổ mà các nhà nghiên cứu đã thực hiện.
Nếu đã xác định được con mình là người hướng nội, cha mẹ phải tôn trọng chúng, phải hiểu tại sao chúng tỏ ra không thoải mái trong một số tình huống nhất định, đặc biệt là những tình huống liên quan đến nhóm đông người. Đừng bao giờ nói với con mình những câu kiểu như: "Tại sao con lại nhút nhát như vậy? Mọi người có làm gì con đâu, con thử nói chuyện với mọi người xem nào." Tiếp đó, cha mẹ nên tìm cách tạo cho con những trải nghiệm thời thơ ấu thật sự tích cực. Nếu trẻ tỏ ra sợ hãi khi phải nói chuyện trước mặt nhiều người, hãy khuyến khích con nói với những người bạn mà chúng yêu quý và tin tưởng, sau đó tăng dần dần số lượng người mà chúng phải đối mặt. Quan trọng nhất, cha mẹ phải dành thời gian tâm sự, trò chuyện với con như một người bạn. Khi những đứa trẻ hướng nội nhận được sự giáo dục phù hợp, chúng có thể hình thành sự tự tin và học cách phát triển các kỹ năng của mình một cách tích cực, thậm chí ấn tượng. Trái lại, nếu bị áp lực dồn nén, bị kích thích quá mức hoặc bị chê bai, gạt bỏ, chúng có nhiều khả năng rơi vào trầm cảm hoặc mắc chứng rối loạn hô hấp. Người phương Tây thích hướng ngoại, họ xem hướng ngoại là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Giả sử bạn chưa tìm hiểu về người hướng nội, hãy thử trả lời câu hỏi sau một cách chân thật nhé. Giữa một người biết cách thu hút sự chú ý của người khác và một người hướng nội chỉ biết ngồi yên lặng trong góc phòng, ai là người có khả năng thành công cao hơn? Người phương Tây không cần suy nghĩ khi nghe câu hỏi này, họ chắc chắn chọn người thứ nhất. Theo họ, trong thời buổi khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, hướng ngoại đồng nghĩa với thông minh, còn hướng nội là xu hướng tính cách, chỉ thích hợp sống ở hành tinh khác. Tác giả từng tham gia một buổi hội thảo của diễn giả truyền động lực Tony Robbins. Khi nói chuyện, ông ấy đề cao tính hướng ngoại hơn tất cả, gọi nó là bí quyết giúp con người trở nên nổi bật giữa đám đông, là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt. Các giáo sư tại trường kinh doanh Harvard có sứ mệnh biến mọi sinh viên của họ thành một người hướng ngoại. Họ bắt buộc sinh viên tham gia các cuộc hội thảo, hoạt động theo nhóm, ngay cả việc đi chơi với những người bạn cùng phòng ký túc xá vào mỗi buổi tối cũng là một phần bắt buộc của chương trình học. Thực tế, lý tưởng hướng ngoại ở phương Tây đã được định hình trong hơn 150 năm. Và người có công khơi dậy lý tưởng đó chính là Dale Carnegie, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Đắc Nhân Tâm. Dale Carnegie sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Missouri vào đầu thế kỷ 20. Trong mắt nhiều người, ông ấy là một người hướng nội điển hình, ngại giao tiếp, hay lo lắng, thân hình lại gầy gò. Theo họ, cả đời Carnegie chắc không thể làm nên trò trống gì. Có lần, một diễn giả đến quê hương của Carnegie diễn thuyết. Carnegie bị tài năng của người đàn ông đó mê hoặc. Tiếp đến khi đi học, ông cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ cậu bạn chiến thắng cuộc thi hùng biện của trường. Ai cũng gọi cậu ấy là nhà lãnh đạo của tương lai. Là một người đầy tham vọng, Carnegie không muốn mình bị bỏ quên. Sau một thời gian chăm chỉ học tập và trau dồi các kỹ năng, ông đã trở thành một nhà hùng biện nổi tiếng trong giới học sinh. Học xong đại học, Carnegie bước vào hành trình chinh phục khách hàng trên khắp nước Mỹ bằng nụ cười duyên dáng và cái bắt tay chắc chắn. Cho dù lúc đó, ông chỉ là nhân viên bán thịt xông khói, xà phòng và mỡ lợn. Cuối cùng, người đàn ông từng bị đánh giá cả đời không thể làm nên trò trống gì đã thành lập học viện Dale Carnegie với sứ mệnh thay đổi cách mọi người nhìn nhận về bản thân mình. Điều thú vị là sự chuyển biến trong cuộc đời của Dale Carnegie dường như trùng khớp với sự chuyển biến về mặt tư duy của cả nước Mỹ vào thế kỷ 20. Vào thế kỷ 19 ở Mỹ, mọi người thường tập hợp thành các cộng đồng nhỏ và gắn bó với nhau. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, cư xử đúng mực và đấu tranh vì cộng đồng của mình, bạn sẽ được tôn trọng và khen ngợi. Bạn không cần phải thu hút sự chú ý hoặc tìm cách chứng minh mình là người như thế nào. Mọi người trong cộng đồng sẽ tự động nhìn nhận và đánh giá. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế vào đầu thế kỷ 20 đã phá vỡ cấu trúc xã hội cũ. Ngày càng có nhiều người chuyển từ nông thôn lên các thành phố lớn, nhộn nhịp, xô bồ hơn rất nhiều. Người thành thị sống với phương châm, nếu bạn muốn chinh phục người khác, bạn phải biết cách bán mình. Điều này có nghĩa là nếu muốn thành công, mỗi người phải biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Một cá nhân tràn đầy năng lượng, cởi mở, hòa đồng, có thể thu hút sự chú ý của người khác mọi lúc mọi nơi. Xu hướng hướng ngoại bắt đầu lan rộng từ đây. Nhưng xã hội phương Đông dường như đi theo lý tưởng ngược lại. Hãy nhìn lướt qua các trường đại học ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Sinh viên thích nghiền ngẫm sách vở cả ngày trong thư viện hơn là đi bar cùng bạn bè. Khi tham gia hội thảo, họ chú ý lắng nghe và say sưa ghi chép,
không thảo luận với bất kỳ ai. Việc trao đổi mà không xin phép ý kiến người khác bị coi là một cách cư xử không chuẩn mực ở nơi công cộng. Các nền văn hóa khác nhau coi trọng xu hướng tính cách khác nhau. Tóm lại, châu Âu và châu Mỹ thích hướng ngoại, còn châu Á thích hướng nội. Người hướng nội cũng có thể hành động như người hướng ngoại. Trong rất nhiều tình huống, người hướng nội phải cư xử như người hướng ngoại, dù họ thích hay không thích. Lấy một cô giáo hướng nội làm ví dụ, dù trầm tính không thích giao tiếp quá nhiều, nhưng cô ấy phải tỏ ra cởi mở, thân thiện để thu hút học sinh. Nếu không, tiết học của cô sẽ trở nên nhàm chán đến mức khó tả. Nghe có vẻ nặng nề, tại sao người hướng nội phải gồng mình chạy theo tiêu chuẩn hướng ngoại như thế? Trên thực tế, nếu có thể dành một chút thời gian để suy ngẫm về bản thân và người khác, họ hoàn toàn có khả năng thích nghi với các tình huống khác nhau và biết cách bật công tắc hướng ngoại vào đúng thời điểm. Quay trở lại câu chuyện của cô giáo hướng nội, khi giảng bài, cô ấy có thể bật công tắc hướng ngoại điển hình, đi xung quanh lớp, nói rõ ràng chính xác nội dung bài giảng với giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái, thỉnh thoảng tương tác với học sinh. Không có gì ngạc nhiên khi học sinh nhanh chóng bị phong thái của cô thu hút. Các tiết học cũng diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người giáo viên có thể trở về sống với chế độ hướng nội quen thuộc của mình, lùi vào một góc yên tĩnh của thư viện để đọc sách hoặc viết giáo án. Tất nhiên, có một số người hướng nội cảm thấy đặc biệt khó khăn khi phải chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra, chỉ cần có quyết tâm, họ đủ khả năng vượt qua mọi rào cản trong một thời gian ngắn. Doanh nghiệp nên trân trọng những nhân viên hướng nội. Steve Wozniak tạo ra chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của Apple tại nhà. Newton xây dựng định luật vạn vật hấp dẫn một mình, không thảo luận với bất kỳ ai. J.K. Rowling viết Harry Potter trong sự đơn độc. Họ đều là những người hướng nội thành công và nổi tiếng. Lịch sử đã chứng minh người hướng nội có khả năng thay đổi thế giới, nhưng nhiều doanh nghiệp hiện đại vẫn vô tình bỏ quên họ. Đó là một điều đáng tiếc. Nhiều nhà tuyển dụng tỏ ra đặc biệt yêu thích những nhân viên hướng ngoại, đặc biệt là trong bối cảnh văn phòng mở ngày càng lên ngôi. Đa phần công việc được giải quyết thông qua quá trình động não nhóm. Các cuộc họp được tổ chức theo hình thức diễn thuyết, tương tác mức độ cao. Vậy người hướng nội liệu có thể tồn tại trong những môi trường như thế này? Steve Wozniak từng nhấn mạnh rằng những nhà phát minh giỏi nhất mà ông biết đều là những nghệ sĩ. Và họ làm việc hiệu quả nhất khi được ở một mình. Nếu bạn đủ may mắn để có một người như vậy trong công ty của mình, bạn đừng ép buộc họ vào khuôn khổ đội nhóm, hay để họ làm việc theo cách của riêng họ. Để có thể dung hòa nhân viên hướng ngoại và hướng nội, người lãnh đạo cần tạo ra không gian làm việc linh hoạt cho nhân viên cơ hội trao đổi ý kiến, đồng thời cho họ cơ hội rút lui và ở một mình. Ví dụ, khi một nhóm nhân viên hướng ngoại muốn trao đổi ngay trong giờ làm việc, họ có thể di chuyển xuống tầng trệt hoặc lên sân thượng tùy ý. Hoặc khi một nhân viên hướng nội cảm thấy khó tập trung, họ hoàn toàn có quyền ôm máy tính chuyển sang phòng khác mà không phải xin phép hay trình bày lý do. Những ông chủ nên nhớ một điều, doanh nghiệp chỉ tồn tại nếu sản phẩm hoặc dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra có chất lượng, đồng thời phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Và nhóm nhân sự có đóng góp quan trọng nhất vào thành công, đó chính là những người hướng nội. Đừng phung phí nguồn nhân lực quý giá này. Một nhà lãnh đạo thực thụ phải biết cách cân bằng hai xu hướng, hướng nội và hướng ngoại. Là lãnh đạo, bạn cần tôn trọng cả nhân viên hướng ngoại và hướng nội. Nhưng làm thế nào để bạn có thể cân bằng hai xu hướng khi cần? Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm, yêu cầu một số nhóm thực hiện một nhiệm vụ đơn giản, gấp áo phông thật nhanh, dưới sự hướng dẫn của trưởng nhóm hướng ngoại hoặc hướng nội. Các trưởng nhóm hướng ngoại thành công trong việc khiến nhóm của mình tuân thủ chính xác các quy tắc để đạt được hiệu suất cao nhất, nhưng lại thất bại trong việc phản hồi các đề xuất của mỗi cá nhân. Những trưởng nhóm hướng nội hoàn toàn ngược lại. Tính cách điềm đạm, ít nói khiến họ gặp khó khăn trong việc khuyến khích đồng đội, nhưng họ lại cởi mở với những đề xuất cá nhân và biết cách chắt lọc đề xuất hợp lý. Ở nơi làm việc, phong cách lãnh đạo hướng ngoại được xem là lý tưởng bởi mục tiêu của nhiều công ty chủ yếu vẫn là hoàn thành những công việc đơn giản trong khoảng thời gian càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp các thành viên muốn tham gia
và đóng góp ý kiến của riêng mình, phong cách lãnh đạo hướng nội là bắt buộc. Sự khác biệt giữa các nhà lãnh đạo hướng ngoại và hướng nội trở nên khá rõ ràng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Các nhà lãnh đạo hướng ngoại có xu hướng đưa ra quyết định nhanh chóng, vội vàng dựa trên những thông tin ít ỏi và họ đã phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh của mình. Ngược lại, những nhà lãnh đạo hướng nội thường tích lũy, góp nhặt, nghiên cứu rất nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định. Do đó, công ty của họ ít bị ảnh hưởng nặng nề sau khủng hoảng. Nhìn chung, các nhà lãnh đạo hướng ngoại nên học cách đánh giá cao phẩm chất của những nhân viên hướng nội. Mỗi bên đều có những kỹ năng mà đối phương có thể học hỏi. Người hướng nội và hướng ngoại có thể tối đa hóa hiệu suất của mình thông qua hợp tác. Sự tương tác giữa người hướng nội và người hướng ngoại thường không mấy vui vẻ. Khi xung đột nảy sinh, người hướng ngoại có xu hướng trở nên thù địch, hành động tấn công, áp đảo hoặc lấn át người hướng nội. Người hướng nội thường rút lui khỏi cuộc xung đột vì họ cảm thấy khó chịu. Điều này càng khiến người hướng ngoại bực mình. Nhưng có một sự thật, nếu hai bên có thành ý thấu hiểu và hợp tác, họ có thể cùng nhau tạo ra thành quả tuyệt vời. Franklin D. Roosevelt, Tổng thống Mỹ thời Thế chiến II, là một người hướng ngoại điển hình. Ông có vẻ ngoài bảnh bao, tính tình hoạt bát và vui vẻ, thích tiệc tùng, tán tỉnh phụ nữ và đi chơi mỗi đêm. Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Eleanor là người hướng nội điển hình, nhút nhát và thường tỏ ra lúng túng khi đối diện với người khác. Bà thích trò chuyện nghiêm túc và muốn rời khỏi những bữa tiệc càng sớm càng tốt. Bất chấp những khác biệt to lớn này, vợ chồng Roosevelt vẫn cùng nhau làm nên những kỳ tích đáng kinh ngạc. Phu nhân Eleanor đã mở rộng tầm mắt của chồng mình khi đề cập đến số phận của những đứa trẻ đang sống mòn mỏi trong nghèo đói và những người thiểu số bị áp bức nặng nề. Năm 1939, khi nghe tin nữ nghệ sĩ da màu Marian Anderson không được biểu diễn tại nhà hát Constitution Hall ở thủ đô Washington vì lý do hết lịch, vợ chồng Roosevelt đã lập tức mời bà đến biểu diễn thay cho nghệ sĩ Lincoln Memorial trong ngày lễ phục sinh. Hôm đó, trước đám đông hơn 75.000 người, Anderson đã có một màn biểu diễn sôi động, thuyết phục, được phát sóng trực tiếp đến hàng triệu thính giả. Lấy ví dụ vợ chồng Tổng thống Mỹ nghe có vẻ to tát, nhưng điều tương tự vẫn có thể xảy ra trong cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng, những người hướng ngoại vẫn thích những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn là nói chuyện phím vu vơ. Và đôi khi, những người hướng nội có thể được truyền cảm hứng bởi sự sôi động, cởi mở của người hướng ngoại như một luồng gió mới thổi qua cuộc sống bình lặng hàng ngày của họ. Mỗi người đều sở hữu những phẩm chất độc đáo, những phẩm chất mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau, giúp nhau cùng phát triển và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Tổng kết, thông điệp chính của cuốn sách. Tác phẩm Hướng Nội không đơn giản là một cuốn sách kể về những người hướng nội. Thông qua những câu chuyện, những phân tích, tác giả như muốn đặt ra câu hỏi cho bạn đọc, giúp mọi người nhìn lại bản thân mình ở quá khứ và hiện tại, xem chúng ta đã làm được gì, đã sống như thế nào và sống như vậy là đúng hay sai. Dù là người hướng nội hay hướng ngoại, bạn đều có những phẩm chất vô cùng quý giá, bạn xứng đáng được tôn trọng và bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra kỳ tích. Bạn nên đọc thêm quyển sách Lãnh đạo hướng nội của Jennifer Kahnweiler. Kahnweiler khám phá những thách thức cụ thể mà người hướng nội phải đối mặt trong thế giới kinh doanh ưa chuộng sự hướng ngoại. Sau đó, bà ấy đưa ra những hướng dẫn giúp các ông chủ hướng nội có thể vượt qua giới hạn, phát huy thế mạnh đặc trưng và trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Hướng Nội của tác giả Susan Cain. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.